Bạn, hôm nay mình vừa nhận được cái đơn hàng của cái con micro có dây CAFP8. Nó đây. Ok. Giờ mình sẽ bóc hộp nó ra để các bạn xem. Thông tin về nơi sản xuất nó thì mình sẽ để ở dưới link video. Ok, để mình để kéo bóc ra cái. Đây, stopper là gói. Hai cái chất trắng. Rồi, bọc ở trên, ở dưới, trong, ngoài. Chứng minh đây. Nhìn trên mạng có vẻ nó nhỏ nhưng mà đi ra thực tế thì nó cũng khá dài. Tính ra mình đo thì cũng khoảng trên 40 cm chiều dài và 20 cm chiều rộng. Ồ, gói rất là chắc. Đấy, mình bóc nó ra. Chiếc mic của chúng ta sau khi đã bóc hộp ra là như thế này. Tem này là tem cào để check. Cào để check như trông. Không biết thật không. Cào không thấy gì. Dính thêm. Bên này thì có thông tin này, số series, dính thêm. Ok, là vậy. Xem mình thế nào. À, lôi ra và rồi gì đây, một túi túi này chắc lại được mic. Có tem on off, cầm khá nặng. Đây chắc là ôi cuộn dây.
Ok. Rồi mình sẽ làm một clip test chất âm của cái micro này qua sao cả K10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video clip. So, dynamic microphone.